Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 46. Ông không hiểu, chưa đến mức cuối cùng chúng ta không thể tấn công. Cứ làm theo lời tôi đi, Dịch Thấp nhẹ nhàng nói. Dịch Thấp hiểu rất rõ những thành tích của Dương Tiêu trong những năm qua, ông hiểu ân oán giữa Dương Tiêu và Dương Bân Hàn phải do chính Dương Tiêu giải quyết. Dịch Thấp cũng đang mong chờ, thông qua chuyện này Dương Tiêu có thể mang đến cho ông một bất ngờ khác hay không. Vâng, đại nhân, Ám Kim Long Vương cung kính đáp lại. Ngay sau đó Ám Kim Long Vương liên hệ với Dương Tiêu. Khi Dương Tiêu biết tin, anh đã bị sốc, cái gì? Caesar đưa Dương Bân Hàn lên cano, nhanh như vậy. Vâng, điện hại Ám Kim Long Vương nghiêm nghị nói. Dương Tiêu nói nhỏ, được rồi, tôi đã biết, chuyện này giao cho tôi xử lý. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Caesar lại có thể đưa Dương Bân Hàn lên cano, nguồn từ hải bột chạy trốn khỏi thiên phủ chỉ quốc, tốc độ nhanh như vậy thật sự khiến người khác nghẹn họng nhìn chân trời. Kết thúc cuộc gọi với Ám Kim Long Vương, trên mắt Dương Tiêu hừng hực vẻ tàn ác, hai tên khôn, muốn chạy trốn sao? Chỉ cần hai người còn ở trong đất thiên phủ chỉ quốc, hai người muốn chạy sẽ không dễ như vậy đâu. Vốn dĩ Dương Tiêu muốn khóa chặt vị trí của Caesar và Dương Bân Hàn, huy động một số lượng lớn các chiến sĩ lộn ảnh ỏ để đô mang theo vũ khí hạng nặng giết bọn họ. Rốt cuộc, thời buổi này công phu có cao đến đâu cũng vẫn sợ dao làm bếp, kỹ năng có giỏi cũng sẽ bị một viên gạch đánh gục. Theo hệ thống võ học hiều ngầm, thực lực hiện tại của anh đã ở cấp độ võ thánh. Thực lực của Caesar không tệ, Dương. Tiêu mơ hồ cảm thấy Caesar đã là võ thánh đỉnh cao, chưa đạt tới cấp độ võ thánh vô song. Tuy rằng thực lực của Dương Tiêu không tệ, nhưng dưới sự uy áp của vũ khí hạng năng, Dương Tiêu hiểu rằng mình nhất định sẽ khó thoát chết. Tương tự như vậy, Caesar này cũng không ngoại lệ. Ông già Lý, không cần điều tra nữa, người đã không còn ở đề đô, hai tên đó đã lên cano chuẩn bị chạy trốn. Dương Tiêu lập tức liên lạc với Lý Vân Long. Lý Vân Long rất ngạc nhiên, thật hả, tốc độ có hơi không thể tin được. Tôi rất chắc chắn Caesar và Dương Bân Hàn đang ở trên cano, ra biên khóa vị trí của họ đi, tôi rất cần sự giúp đỡ của ông. Dương Tiêu nói thăng. Lý Vân Long biết Dương Tiêu và Dương Bân Hàn có một mối thù không đội trời chung, cũng biết rõ Dương Tiêu là Long chủ, Caesar là một kẻ phản loạn của Long môn. Lý Vân Long nghiêm nghị nói, yên tâm, tôi sẽ phái người theo dõi ngay. Nhờ ông, lần này tôi tuyệt đối không cho phép bọn họ còn sống. Dương Tiêu trịnh trọng nói. Vùi vút phù vù vù vùi không lâu sau, Lý Vân Long gọi một cuộc điện thoại, mười mây chiếc trực thăng lập tức xuất hiện trên trời cao mặt biến điều tra khu vực biên. Trên mặt biến, trên một chiếc cano màu trắng. Dương Bân Hàn nhìn Caesar, anh ta nói với lòng biết ơn, cảm ơn Caesar đại nhân đã giúp đốt. Không cần cảm ơn, tôi cứu cậu là cân đôi một cái giá tương đương. Caesar cười nói. Dương Bân Hàn tỏ vẻ rất cảnh giác, đôi cái giá tương đương. Đôi cái giá tương đương gì? Đừng căng thẳng, tôi sẽ không dây cậu, tôi muốn cậu theo tôi về châu Âu, sử dụng tài năng của cậu, chống đối Long chủ ở khắp nơi, hiểu không? Hy vọng cậu có giá trị, nếu không, một khi tôi phát hiện cậu vô dụng, không cần Long chủ điện hạ ra tay, tôi sẽ tự tay kết liêu cậu. Caesar nói những lời lạnh lùng âm hiểm. Đúng vậy, Caesar đánh giá cao Dương Bân Hàn, vì tài năng của Dương Bân Hàn đã thực sự được ông ta công nhận. Đầu tiên, Dương Bân Hàn là anh trai cùng cha khác mẹ với Dương Tiêu, vì vậy không cần nói hai người có ân oán lớn như thế nào. Chỉ cần Dương Bân Hàn còn sống, có thể khiến Dương Tiêu tức giận. Việc Caesar cứu Dương Bân Hàn đã khiến Dương Tiêu giận sôi máu. Tiếp đó, ông ta đưa Dương Bân Hàn đi bồi dưỡng cẩn thận, sau đó để Dương Bân Hàn khiêu chiến với Dương Tiêu. Ông ta đã kiểm tra thông tin của Dương Bân Hàn, các hoạt động triển khai ở nước ngoài của nhà họ Dương ở Đề Đô đều do Dương Bân Hàn kiểm soát, hơn nữa đã hoàn thành rất tốt. Nghe vậy, Dương Bân Hàn hít một hơi thật sâu trịnh trọng nói, cảm ơn Caesar đại nhân đã coi trọng. Chỉ cần Caesar đại nhân cho Bân Hàn cơ hội, Bân Hàn nhất định sẽ không làm Caesar đại nhân thất vọng. Chỉ hy vọng như thế, Caesar nói với vẻ trêu đùa. Lần này, ông ta không giết được Dương Tiêu nhưng lại cứu được Dương Bân Hàn, khiến Dương Tiêu vô cùng tức giận, lần này ông ta cũng không uông công. Vù 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 vùi ngay lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng máy bay trực thăng vo ve. Một chiếc trực thăng mà Lý Vân Long điều động đã tìm thấy chiếc cano màu trắng nơi Caesar và Dương Bân Hàn đang ở. Cảnh báo, các cano bên dưới mau dừng lại ngay lập tức, các cano bên dưới nghe lệnh mau dừng lại ngay. Phía trên trực thăng,
một thanh niên ngồi ghế phụ hét lớn vào bộ đàm. Chuyện gì thế? Ngoài chiếc cano màu trắng của Caesar và Dương Bân Hàn đang ở, cách đó không xa còn có vài chiếc ca khác nữa. Nghe thấy tiếng hô từ trên không, các cano khác đều nghe theo lệnh lập tức dừng lại. Ông Caesar, phải làm sao đây? Hình như có người đuổi theo. Dương Bân Hàn nhìn thấy chiếc trực thăng đang đuổi theo, anh ta hoảng sợ. Khó khăn lắm mới sống sót được, Dương Bân Hàn không mong muôn mình còn trẻ đã phải xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Người đâu? Caesar nói với vẻ trêu đùa. Đại nhân, một thuộc hạ lập tức đưa cho Caesar một khẩu súng bắn tỉa. Caesar cầm lấy khẩu súng bắn tỉa, ông ta cười nham hiểm, cầm súng bắn tỉa chĩa vào nhân viên phi công, bóp cò một cách ngang ngược. Không ổn, có người bắn tỉa. Phini ngồi ghế phụ phát hiện kịp thời, lo lắng nói. Bằng. Tiếc là khoảng cách quá gần, phát hiện quá muộn, kính chắn gió của chiếc trực thăng lập tức bị bắn thủng, anh phi công còn chưa kịp phản ứng đã bị bắn vào đầu. Phi công bị bắn chết, chiếc trực thăng mật phương hướng tiếp tục roi về phía biên. Phi công phụ hoảng hốt, anh ta nào dám chần chừ, nhanh chóng nhảy dù. Caesar cười đùa, ông ta nhắm vào vị trí của người nhảy dù, bóp cò một lần nữa. Caesar bắn cực kỳ chính xác, người nhảy dù lập tức bị trúng đạn vào ngực, trong nháy mắt đã chết. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, chiếc trực thăng lao xuông biên lập tức phát nổ, bùng lên một ngọn lửa mạnh bay thẳng lên bầu trời. Trời ạ, nhìn thấy thủ đoạn của Caesar như sấm sét, Dương Bân Hàn kinh hãi. Caesar nói với thuộc hạ, tài ta đã bị nhắm, từ giờ trở đi, chúng ta phải rời khỏi Thái Bình Dương càng nhanh càng tốt, rời khỏi Thiên Phủ Chi Quốc. Caesar biết rất rõ, chỉ cần họ rời khỏi khu vực biên của Thiên Phủ Chi Quốc, họ sẽ hoàn toàn an toàn. Vâng, Caesar đại nhân. Một người cung kính nói. Khoảnh khắc tiếp theo, cano màu trắng di chuyển về phía chân trời với TC độ cực nhanh. Khi Lý Vân Long nhận được tin tức, ông đã sững người, cái gì? Trực thăng số 17 bị bắn rơi. Bọn khốn nạn này. Lý Vân Long tức giận đến mức mũi suýt bốc khói, ông lập tức liên hệ với Dương Tiêu. Tình hình không lạc quan lắm, bọn họ sắp rời khỏi khu vực biển, sắp tiến vào vùng biển của quốc gia khác. Lý Vân Long nói thẳng. Dương Tiêu vừa nghe xong, sắc mặt anh lạnh lẽo, tình huống mật kiểm soát đến mức Dương Tiêu không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, Dương Tiêu rất tức giận, anh thực sự hận Dương Bân Hàn đến tận xương tủy, lần này Dương Bân Hàn phải chết. Giọng điệu của Dương Tiêu uy nghiêm đáng sợ, ông, gia Lý, quan hệ giữa hai ta không cần phải nói nhiều đúng không? Tôi muốn giữ họ lại. Tôi cần phải giữ họ lại, tôi bia ông có cách, chuyện này kính nhờ ông. Nếu bên trên trách hỏi, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lý Vân Long hơi do dự, cuối cùng ông gật đầu, được. Lý Vân Long biết rất rõ ân oán giữa Dương Tiêu và Dương Bân Hàn, cũng biết giữa Caesar và Dương Tiêu sẽ có một trận chiến đẫm máu. Kết thúc cuộc gọi, Lý Vân Long gọi cuộc gọi khác, một người trung niên ở căn cứ ven biển nhận được cuộc gọi từ Lý Vân Long. Người trung niên kinh ngạc nói, cái gì? Lão Lý? Ông muốn làm gì? Bắn pháo, ông điền à? Giờ phút này, cano màu trắng đã đến Thái Bình Dương, khoảng cách rời vùng biển của Thiên Phủ Chi Quốc còn chưa tới 500 mét. Không tới 500 mét nữa, chỉ cần chúng ta rời khỏi vùng biển này, chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn. Caesar nói. Quá tốt, Dương Bân Hàn vui mừng khôn xiết. Trong điện thoại, lời nói của Lý Vân Long vô cùng nặng nề, lão Lưu, không kịp giải thích nhiều, bắn pháo, lập tức bắn pháo đi. Người trung niên biết thân phận của Lý Vân Long, biết Lý Vân Long không phải là người liều lĩnh, ông ta lập tức khóa chặt vị trí cano của Caesar và Dương Bân Hàn. Đã nhắm được mục tiêu, chờ chỉ thị. Một thanh niên cung kính hỏi. Vẻ mặt người trung niên nặng nề, ông ta đột nhiên phất tay hét lớn, bản pháo. Bắn cho tôi. Eon Snam Snern Boom, y người trung niên hạ lệnh, một quả NN pháo bát ngờ bay lên trời từ một khu vực dọc bỏ biến. Nổ về phía cano màu trắng của Caesar và Dương Bân Hàn. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Dương Tiêu, cậu chờ đó, con mẹ nó cậu chờ đó cho tôi. Chờ Dương Bân Hàn này tái sinh, cậu nhất định sẽ phải chịu những tra tấn đau đớn nhất trên đời. Mắt thấy sắp rời khỏi khu vực biên Thiên Phủ Chỉ Quốc, Dương Bân Hàn thả lỏng, gương mặt u ám như ma quỷ. Caesar nheo mắt, siêu cợt nói, yên tâm, trở về đến châu Âu, nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, ngày tháng còn dài. Trận đầu với Long Chủ Điện Hạ mới chỉ bắt đầu. Hiểu rõ, Caesar đại nhân, Dương Bân Hàn nói với vẻ nhẹ nhõm. Vừa nãy ở khách sạn Đề Đô, Dương Bân Hàn thật sự sợ hê hôn, anh ta sợ bị Dương Tiêu chém. May mắn lúc nguy,
cấp nhất Caesar đã đến, Caesar đã cứu anh ta thoát khỏi nguy hiểm. Nhớ lại từ khi gặp lại Dương Tiêu sau bao nhiêu năm, anh ta đã bị xì hơi nhiều lần, Dương Bân Hàn thực sự hận nghiến răng nghiền lợi nói. Anh ta thật sự muốn lập tức đè Dương Tiêu xuống đất tra tấn 100 lẫn. 300 mét, 100 mét, 50 mét. Tốc độ của cano màu trắng rất nhanh, trong nháy mắt, cano màu trắng đã sắp ra khỏi khu vực biển của Thiền Phủ Trì Quốc. Vùi ngay khi Caesar và Dương Bân Hàn, nghĩ mình sắp chạy thoát, chuẩn bị rời khỏi Thiên Phủ Trì Quốc, một âm thanh với tốc độ nhanh càng lúc càng gần ập đến. Đây là âm thanh gì vậy? Nghe thấy âm thanh khó nghe, Caesar giỏng tai lên, nhíu mày hỏi. Dương Bân Hàn cũng rất bất ngờ, anh ta nhìn lên bầu trời, thấy một đầu đạn kim loại lao thẳng xuống cano màu trắng. Nhìn thấy cảnh này, mí mắt của Dương Bân Hàn nhảy loạn xạ, Caesar đại nhân, không ổn, có đạn pháo đang rơi xuống. Đại nhân, mau nhìn lên trời, tất cả các thành viên trên chiếc cano màu trắng đều kinh ngạc không khỏi thốt lên. Caesar lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy một đầu đạn sắp rơi xuống, hai mặt ông ta trợn to như sắp rơi ra ngoài, hả? Không ổn, nhảy khỏi cano, mau nhảy đi. Cố ổng loạn, rùng rợn. Caesar nằm mơ cũng không ngờ tới, ngay lúc bọn họ sắp rời khỏi khu vực Thiền Phủ Trì Quốc, bọn họ đã bị tấn công bằng đường hàng không. Nói thì chậm, mà xảy ra thì quá nhanh. Ngay khi Caesar phản ứng lại, đốm đen trên bầu trời ngày càng đen gân. Cuối cùng, đốm đen bắt ngò đáp xuống cabo trắng. Bùm ly trong phút chốc, một ngọn lửa vọt thẳng lên trời cao, tiếng nổ chói tai vang vọng cả bầu trời. Ngay khi cano màu trắng sắp rời khỏi khu vực biển của Thiên Phủ Chi Quốc còn chưa tới 10 mét, cano màu trắng đã bị pháo đạn bắn phá. Bùm 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 bùm. Khi tiếng pháo bùng cháy, toàn bộ chiếc cano màu trắng lập tức nổ tung. Trong vòng chưa đầy một giây, toàn bộ cano màu trắng đã bị bao trùm trong ngọn lửa rực cháy. Chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Cách đó không xa, không ít người trên tàu chở hàng nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều sững sờ. Bắn chúng cách khu vực xuất cảnh chưa đầy 10 mét. Hay lắm, làm tốt lắm. Nghe tin, Lý Vân Long vui vẻ khoa tay múa chân. Lý Vân Long lập tức liên lạc với Dương Tiêu. Dương Tiêu nghe xong, anh nghiêm nghị nói, có chắc là không còn ai sống không? Yên tâm, đạn pháo hạng nặng vừa rơi xuống đó, đừng nói là Caesar, cho dù là tứ đại Long Vương của Tuyệt Thê Long Môn tới cũng sẽ bị đánh nát. Lý Vân Long cười khà khà. Sau khi xác nhận cano màu trắng của Caesar và Dương Bân Hàn đã bị trúng đạn, Dương Tiêu cười nhẹ nhõm, Dương Bân Hàn, trận chiến giữa anh và tôi hoàn toàn kết thúc, yên nghỉ đi. Khử được Lucifer, Dương Tiêu đã hạ quyết tâm. Lần này sau khi giết được Lucifer, cần phải giết Dương Bân Hàn càng nhanh càng tốt. Dương Tiêu thực sự rất ghét người danh cùng cha khác mẹ này. Khi còn là đội trưởng của đội Đông Phương Thân Ưng, mỗi ngày Dương Tiêu không ngừng âm luyện tập chăm chỉ, mục đích là để một ngày nào đó học thành tài có thể tìm Dương Bân Hàn trả thù. Sau bao nhiêu năm, việc nên làm cuối cùng cũng đã làm xong. Dương Tiêu không lo lắng, Dương Bân Hàn và Caesar vẫn còn sống. Bởi vì Dương Tiêu biết sức con người không thể cạnh tranh với đạn pháo. Cho dù anh Dương Tiêu có võ vô, song, nếu bị đánh thế này, chắc chắn cũng sẽ tan thành từng mảnh. Mặc dù Tuyệt Thế Long Môn là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, thậm chí người ta còn nói rằng nếu không có dơ vũ khí hạt nhân, Long Môn sẽ tồn tại vĩnh viễn. Không phải Tuyệt Thế Long Môn có thể trồng lại vũ khí hạt nhân, mà là Tuyệt Thế Long Môn vô hình chung đang kiểm soát mạch máu kinh tế toàn cầu. Trên toàn thế giới ở đâu cũng có người của Long Môn. Tuyệt Thế Long Môn trải khắp thiên hạ như mạng nhện dày đặc, muôn diệt chứ không phải chuyện dễ dàng. Còn Caesar, đồ ngu, tôi đã nói muốn ông chết ở canh ba, ông tuyệt đối sẽ không sống ni qua canh nắm. Dương Tiêu nói với giọng điệu uy nghiêm đáng sợ. Nghĩ tới Caesar đã cứu Dương Bân Hàn, Dương Tiêu thực sự chẳng thèm ngó tới. Đây là lãnh thổ của Thiên Phủ Chi Quốc, tại sân nhà của Dương Tiêu, cho dù không chơi được chính diện. Nhưng Dương Tiêu vẫn có hàng nghìn cách khiến Caesar phải chết. Tin tức về chiếc cano màu trắng bị bắn đạn pháo, bị chìm lan rộng như được mọc cánh. Vãi ạ, các người nghe nói gì chưa? Vừa rồi một chiếc cano màu trắng, bị bắn chìm, toàn bộ người trên cano đều chết tại chỗ. Nghe rồi, nghe nói người trên cano màu trắng đó không phải người tốt gì. Bắn bọn họ, nhất định phải bắn bọn họ. Đúng đúng, đỉnh vãi ý. Trực tiếp bắn phá cách khu vực soát cảnh chưa đến 10 mét, thủ đoạn này thật sự khiến máu nóng trong người sôi trào. Trong phút chốc, không biết có bao nhiêu người đã thảo luận về vấn đề này.
chìm, bị bắn chìm. Khi bà cụ Dương nhận được tin tức, vẻ mặt già nua đầy kinh ngạc. Nhìn chăm chăm vào bà cụ Dương, Dương Tiêu lạnh lùng nói, thật đáng tiếc, bọn Dương Bân Hàn muốn xuất cảnh, nhưng cách đó chưa đến 10 mét bọn họ đã bị tiêu diệt. Từ nay về sau không có ai trong nhà họ Dương. Ở Đề Đô có thể dơ cao biểu ngữ, chỗ dựa hỗ trợ cuối cùng của bà đã hoàn toàn sụp đôi. Gầu, gao. Bà cụ Dương tức giận đến mức rùng mình, bà ta chỉ vào Dương Tiêu, bà ta rất muốn chặt Dương Tiêu thành tám khúc, nhưng đáng tiếc bà ta lại bất lực. Nhà họ Dương ở Đề Đô hiện đang xuống dốc, hấp hồi. Cho dù nhà họ Dương ở Đề Đô vẫn kéo dài hơi tàn như cũ, nhưng trên thực tế cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Vì sự thiếu hiểu biết của bà ta trong những năm qua, bà ta đã cưỡng ép đuổi cả nhà Dương Tiêu ra khỏi Đề Đô. Bây giờ, Dương Tiêu không có một chút cảm tình nào với nhà họ Dương ở Đề Đô, bởi vì Dương Tiêu, kinh tế của nhà họ Dương ở Đề Đô xa sút tế, một số lượng lớn con cháu ở Đề Đô đều chết trong trận đấu. Vốn dĩ bà cụ Dương còn muốn trông cậy vào Dương Bân Hàn, dù sao Dương Bân Hàn có lòng dạ không tốt. Nhưng anh ta có đầy đủ tài năng, có tiềm năng trở thành thế hệ anh hùng. Tuy nhiên, vì Dương Tiêu, Dương Bân Hàn cũng bị vây hãm. Vừa rồi Caesar đã cứu Dương Bân Hàn, điều này đã mang lại cho bà cụ Dương một chút hy vọng. Tuy nhiên, khi biệt cano màu trắng của Dương Bân Hàn đã bị chìm, bà cụ Dương hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Xong, chấm hết. Dương Bân Hàn chết, nhà họ Dương to lớn không có người kế thừa. Bà ta đã già, chẳng chống đỡ được bao lâu nữa, cả nhà họ Dương đều bị chôn vùi trong tay bà ta. Bà cụ, ván bài đẹp bị bà đánh nát như, cảm giác như thế nào? Nhưng, tôi vẫn muốn cảm ơn bà, nếu không phải hành vi của bà khi đó, có lẽ đã không có Dương Tiêu như ngày hôm nay. Đừng lo, tôi sẽ không động vào bà, tôi muốn bà sống, tôi muốn bà sống tốt. Tôi muốn những ngày tháng còn lại bà chỉ có thể sống trong đau khổ và dày vò. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Bà cụ Dương run rẩy, bà ta chỉ vào Dương Tiêu với vẻ mặt vô cùng kích động. Cậu cái gì, bà còn muốn nói gì? Vẻ mặt Dương Tiêu vô hại. Cậu, gầu, phụt. Nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, hai mắt bà cụ Dương như sắp rách ra, máu dồn lên ngực, ngực bà cụ Dương như thắt lại, một mũi tên máu bắn thẳng lên trời cao. Bịch. Bà cụ Dương nôn ra một ngụm máu rồi loạng choạng ngã ngồi xuống đất. Bà ta đau lòng ôm ngực mặt mày tái nhọt nói, thằng nhãi danh ức hiếp tôi, thằng nhãi danh ức hiếp tôi. Tôi ức hiếp bà, những lời này nói ra từ miệng bà thật sự rất trớ trêu. Bố tôi chết thảm thương, mẹ tôi bị hành hạ vô nhân đạo. Đặt tay lên ngực hỏi mà hỏi, rốt cuộc là bà ức hiếp cả nhà tôi hay là tôi ức hiếp bà? Bà cụ, mặt già của bà dày không tầm thường. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Từng câu chữ đều khiến bà cụ Dương tức giận trợn mắt. Nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu, bà cụ Dương cười giữ tọt, hai tôi thừa nhận cậu đã thắng trận này, cậu thực sự thắng trận này, nhưng vậy thì sao? Chẳng phải bố cậu Dương Thiên Khung vẫn chết rồi đấy thôi. Mẹ cậu Hứa Tuệ Nhàn Vân là quá phụ. Tuy, rằng tôi thảm hại, nhưng đời này tôi sống thoải mái, cậu thì sao? Mấy năm nay rất không, thoải mái đúng không, mỗi năm đều kìm nén nghĩ. So với tôi. Không phải cậu càng thảm hại hơn hả? Bị bà cụ Dương giễu cợt, ánh mắt Dương Tiêu hơi lạnh. Bà đang ép tôi diệt bà, bỏ đi những suy nghĩ nhỏ nhen của bà đi. Hãy nhớ rằng, bà thảm hại hơn tôi rất nhiều, ít nhất hiện tại tôi sống rất tốt, tôi có vợ, có con, còn bà thì sao? Bà chẳng còn gì, cố sống sót đi. Đúng vậy, bà cụ Dương đang tìm chê. Bà ta không còn gì cả, bà ta là người duy nhất lẻ loi trên thế giới này. Bà ta thật sự không còn ham muôn yêu câu gì, thậm chí còn nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ý muốn tìm chết. Tuy nhiên, tính cách của Dương Tiêu đã được rèn giũa từ lâu, anh sẽ không vì vài lời của bà cụ Dương mà dễ dàng phát cáu. Bà cụ Dương ôm ngực vô cùng cô đơn, bà ta biết Dương Tiêu đang khiến mình càng đau khổ hơn, bà ta nhe răng cười, chắc hẳn có một chuyện cậu Vân chưa biết, thật ra người thật sự muốn giết bố cậu không phải nhà họ Khương, mà là một người khác. Nhà họ Khương có vẻ là hung thủ thực sự đứng sau hậu trường, nhưng thực tế là cậu đã nhầm. Hung thủ thực sự không phải nhà họ Khương, hung thủ hức sự đã đứng sau mượn tay nhà họ Khương dê bộ cậu. Còn hung thủ thực sự là ai, tôi sẽ không nói cho cậu biết, hung thủ thực sự đứng đằng sau hậu trường mạnh đến mức sẽ làm cậu chết ngạt. Cái gì, nhà họ Khương không phải hung thủ thực sự đứng sau vụ sát hại cha anh Dương Thiên Khung. Nhà họ Khương chỉ là vũ khí giết người giúp hung thủ thực sự đứng sau hậu trường. Dương Tiêu nhíu mày, anh nhìn bà cụ Dương với ánh mắt vô cùng không tốt.
bớt làm mấy chuyện này đi, bà cho rằng tôi sẽ tin lời nói nhảm của bà sao? Dương Tiêu trầm giọng nói. Nhà họ Khương đã từng là nhà quyền thế lớn nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, nếu nhà họ Khương không phải là hung thủ thực sự đứng sau hậu trường thì bàn tay đen thật sự kia khiến Dương Tiêu ký 8 nanogam thể tưởng tượng nổi. Bà cụ Dương giễu cọt, không tin thì thôi. Thấy bà cụ Dương không có vẻ gì là đang nói dối, Dương Tiêu không khỏi hóc thầm, chẳng lẽ bà cụ Dương nói thật. Hung thủ thực sự đứng sau vụ giết cha không phải là nhà họ Khương. Xem ra, tiếp theo mình cần phải tìm ông già dịch tháp kia rồi. Xét cho cùng, manh mối này là bên dịch thập cung cấp, có lẽ nên tìm dịch thấp kiêm tra độ chính xác sẽ tốt hơn. Thôi thôi. Bà cụ Dương từ từ đứng dậy, bà ta bước ra khỏi khách sạn Đê Đô trong bóng dáng cô đơn. Nhìn chằm chằm bóng dáng của bà cụ Dương, ánh mắt Dương Tiêu thâm thúy, cả người rơi vào suy nghĩ. Lý Thần Chiến và Liễu Như Yên đã hoàn thành hôn lễ trước sự chứng kiến của hàng nghìn người, Dương Tiêu là người chứng kiến. Sau đám cưới, Dương Tiêu không còn chần chừ gì nữa, nhanh chóng đến khách sạn nơi dịch thấp đang ở. Lúc này, trong đầu Dương Tiêu có vô số câu hỏi. Dương Tuyết Ly, cựu chủ tịch của tập đoàn Đề Hào là ai? Hung thủ thực sự đứng sau vụ sát hại cha mình Dương Thiên Khung thực sự không phải là nhà họ Khương ở Đề Đô sao? Vẫn Long Các là kiểu tồn tại gì? Bản thân dịch thấp bị thương nặng, thời gian không còn nhiều nữa sao? Bên trong một khách sạn sang trọng ở Đê Đô, dịch thấp đang nhắm nháp thận nướng, khóe miệng còn dính dầu vàng. Ngon, món thận nướng này ngon, đúng là ăn gì bổ nấy, quả thật ít nhiều cũng bổ một ít, đi lây cho tôi 20 xiên thận nướng nữa. Dịch thấp hét lên. Ám Kim Long Vương dẫn đầu báo cáo, đại nhân, Caesar và Dương Bân Hàn đã bị chặn. Ồ, chặn được, nhanh như vậy. Thằng nhóc thôi đó đã dùng cách gì vậy? Dịch thấp tò mò hỏi. Ám Kim Long Vương nói thật, ngay khi bọn Caesar chuẩn bị rời khỏi vùng biển Thiên Phủ Chỉ Quốc, một phát đạn pháo đã làm nổ tung cano màu trắng. Vậy bọn Caesar đã chết chưa? Dịch thấp hỏi. Ám Kim Long Vương cung kính nói, tạm thời còn chưa biết, vùng biên đó đã bị phong tỏa, người của chúng ta không tiện đặt chân vào. Nhưng có thể chắc chắn một chuyện, đạn pháo đủ mạnh, cho dù kẻ mạnh cấp độ siêu cấp cũng có thể bị nổ thành bột. Tốt lắm, thằng nhóc thối này không làm tội thất vọng. Dịch thập hài lòng gật đầu. Gừng càng già càng cay, Dương Tiêu đã chặn được Caesar và Dương Bân Hàn, điều này đã nằm trong dự đoán của dịch thấp. Ám Kim Long Vương tiếp tục, đại nhân, Long Chủ Điện Hạ đang trên đường đến đây. Đến thì đến, này, còn ngây ra đó làm gì, mau lầy thêm 20 xiên thận nướng cho tôi dịch thấp không vui nói. Vâng, đại nhân, Ám Kim Long Vương đáp. Cốc cốc cốc. Không lâu sau, Dương Tiêu đến khách sạn, sợ dịch thấp đang làm chuyện không đứ âng đăn, Dương Tiêu gõ cửa theo bản năng. Thằng nhóc thối, vào đi, ngay sau. Đó, giọng nói nhàn nhã của dịch thấp từ trong phòng vang lên. Cạch, đẩy cửa bước vào thấy dịch thấp một tay cầm xiên thận nướng, tay kia cầm chai sữa chua uông. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tiêu không khỏi giật khóe miệng, ông già, thầy yếu đuôi đến thế à? Tối qua vận động, nhiều người... Em nói xem có yêu đuôi không? Dịch thấp cười khà khà. Vận động nhiều người. Dương Tiêu nghe xong, thật sự không nói nên lời. Bây giờ em nên nói, tất cả đàn ông cặn bã hãy đứng lên, đi gặp tổ tiên thích hợp hơn sao? Thằng nhóc nhà em bót lại đi. Thứ nhất, thầy, không có vợ càng không có bạn gái chính thức nào. Thứ hai, thầy tiêu tiền của thầy, em tình tôi nguyện, thầy tính là cặn bã gì chứ? Dịch thấp đảo mắt nhìn Dương Tiêu. Nghe vậy, Dương Tiêu mở miệng. Nhưng lại phát hiện mình không phản bác được. Đúng vậy, dịch thập là một người cô đơn, đàn ông. Không sâu phụ nữ không yêu, vấn đề là người ta còn tiêu tiền, thật sự không thể phàn nàn. Dịch thập nhìn dáng vẻ lo lắng của Dương Tiêu, ông nhẹ giọng nói, sao? Có chuyện gì à, đạt tới cấp độ võ thánh, giết tiệc Lucifer, lại gặp được người tình nhỏ, nỗ bùm Caesar và Dương Bân Hàn, em còn không vui chuyện gì. Người tình nhỏ, vẻ mặt Dương Tiêu đanh lại. Anh chỉ hơi nghĩ thôi cũng biết dịch thấp đang ám chỉ Lăng Ảnh Huyên. Ông già, em cảnh cáo thầy, em và Ảnh Huyên không lằng nhằng như thầy nghĩ đâu. Dương Tiêu trầm giọng nói. Thấy giọng điệu của Dương Tiêu nặng nề hơn, dịch thấp xua tay, rồi, ông già này không thèm quan tâm chuyện của em, tìm thầy có việc gì, nói thẳng đi. Em muốn hỏi thầy, hung thủ thực sự đứng sau vụ dê bố em không phải nhà họ Khương. Dương Tiêu nói thẳng. Hử, chuyện này à? Đúng là nhà họ Khương bị dùng làm công cụ giết người, đã nghe nói về nhà quyền thế ấn nấp chưa?
Dịch Thấp hỏi ngược lại. Dương Tiêu nghe xong, vẻ mặt nặng nề, hung thủ thật sự đứng sau hậu trường thật sự không phải nhà họ Khương. Nhà quyền thế ẩn nấp. Nhà quyền thế ẩn nấp gì? Dịch Thấp nhìn Dương Tiêu, ông dừng một chút, sau đó chậm rãi nói, thời cơ cũng đã sắp xỉ, có một số chuyện quả thật cũng nên nói với y mồ. Cái gọi là nhà quyền, thế ẩn nấp, chắc hẳn em cũng hiểu nghĩa của từ này. Ẩn nấp có nghĩa là không xuất hiện, trong thiên phủ chi quốc có không ít nhà quyền ẩn nấp. Những nhà quyền thế ẩn nấp này có lịch sử rất lâu đời, được lưu truyền hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Cái gì, được lưu truyền hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm? Dương Tiêu nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nói thật, cho đến nay, có rất ít gia tộc lớn ở trong nước có lịch sử hơn 100 năm, nhà họ Liễu của Liễu Như Yên cũng được coi là đại diện cho các gia tộc lớn có tuổi đời trăm năm. Nhà họ Liễu đã kéo dài 100 năm thông qua liên hôn, một gia tộc lớn hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, Dương Tiêu thật sự không thể tưởng tượng nổi. Trong nước có một gia tộc mạnh như vậy, tại sao em chưa từng biết? Dương Tiêu kinh ngạc hỏi. Dịch Thấp bình tĩnh nói, những nhà quyền thế ẩn nấp này có sức mạnh kỳ lạ. Họ luôn luôn ẩn mình không xuất hiện, nước sông không phạm nước riêng với bên chính phủ. Ngoại trừ một số nhân vật lớn hạng nặng biết về những tồn tại này, người thường không hề hay biết. Thì ra là như vậy, Dương Tiêu chợt hiểu ra. Dịch Thấp nói tiếp, nhà quyền thế ẩn nấp, hay còn gọi là tộc Hoàng Kim Cốt. Tộc Hoàng Kim Cổ, Dương Tiêu sững sờ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 46.